Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ 5 tại Hoa Kỳ, ở Việt Nam nên các bạn đã bước qua là ngày thứ 6 rồi. Nhưng mà nào mà theo dõi kênh thường xuyên nên tôi nghĩ là các bạn cũng biết Thuần sắp sửa nói gì một tuần lại trôi qua các bạn rất là nhanh luôn và chúng ta đã, đã cần kết thúc tháng 9 rồi chỉ còn có 4 ngày nữa thôi là sẽ kết thúc tháng 9 này một tháng mà cho chúng ta rất nhiều cảm xúc các bạn và đầy bất ngờ Thun sẽ chia sẻ tình hình chung thị trường như thế nào trong video này thật ra ngày hôm nay đây chúng ta cũng có vài tin tức quan trọng muốn chia sẻ với các bạn nhưng mà không phải đầu một ngày mà chúng ta nặng về tin tức đâu trước hết thì chúng ta nhìn vào tình hình chung của thị trường chứng khoán hoa kỳ thì các bạn nhìn thấy được là một ngày lại rất là xanh chúng ta nhìn thấy cả ba chỉ số đó đều tăng chúng ta có chỉ số Nasdaq đó chỉ số mà có nhiều công ty công nghệ trong đó đã tăng 0.6% chỉ số Dow Jones ngày hôm nay đã tăng 0.62% các bạn và chỉ số S&P 500 lại tiếp tục đạt đỉnh mới ngày hôm nay tăng 0.4% các bạn. Pre-market hợp đồng tương lai thì các bạn có thể nhìn thấy được là hiện bây giờ thì đỏ một chút nhưng mà không đáng kể các bạn. Sau nhiều ngày tăng trưởng đó, thì điều chỉnh một chút là chuyện bình thường mà thôi. Và đương nhiên ngày mai đó thì cái mà mọi người chờ đợi đó chính là cái tài liệu liên quan đến chỉ số phần trăm lạm phát PCE tại Hoa Kỳ các bạn. Chúng ta sẽ biết Đức là sớm ngày mai vào lúc là 5 giờ rưỡi sáng tại Cali có nghĩa là vào lúc 7 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam các bạn sẽ biết cái chỉ số này cái chỉ số này đó tuy là quan trọng nhưng mà nó không phải là chỉ số CPI các bạn chúng ta có hai chỉ số phần trăm lạm phát hàng tháng tại Hoa Kỳ cả hai đó đều đo lường cái chỉ số phần trăm lạm phát hàng tiêu dùng một cái là CPI đầu tháng một cái là PCE cuối tháng thì cái mà quan trọng hơn chính là đầu tháng các bạn đó là cái thời điểm mà thị trường nó có cái sự phản ứng mạnh Chứ còn PC đó cũng quan trọng nhưng mà nó cũng không phải là một cái sự kiện mà nhiều người chờ đợi và thị trường vẫn ngay lập tức đâu. Thường là như vậy, không biết ngày mai như thế nào. Nhưng mà các bạn cũng đã thấy được là chỉ số phần trăm lạm phát PCE hiện bây giờ đó là ước tính sẽ giảm về 2.3% các bạn. Tháng trước là 2.5, chúng ta đã thấy được là cái phần trăm lạm phát PCE, chỉ số này là chỉ số mà Fed thường quan tâm nhiều hơn đã từ 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 hướng về 2% rồi rất gần các bạn. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy được là core PCE đó thì ước tính là 2.7% thì cao hơn một chút so với cái tháng trước đó là 2.6. Nói chung đó thì chúng ta cũng đã nhớ là cái chỉ số core PCI không thay đổi so với tháng trước mặc dù là chỉ số CPI đã giảm so với tháng trước thì bây giờ chúng ta nhìn thấy được pc đó thì cái xu hướng cũng tương tự như vậy chỉ là core pc nó ước tính tăng hơn một chút mà thôi chúng ta hãy xem coi là ngày mai đó cái con số cuối cùng sẽ như thế nào đó là cái thông tin thường nghĩ là nhiều người chờ đợi nhất ngày mai và chúng ta cũng thấy được là tình hình của chứng khoán ở châu á đó thì rất là tốt chúng ta cũng thấy được chứng khoán trung quốc đó thì cũng đã liên tục tăng mấy ngày hôm nay và một trong những cái lý do đó chính là liên quan đến những chính sách thả lỏng từ Trung Quốc thường sẽ chia sẻ thêm trong video này Chúng ta nhìn vào hộp đồng của vàng đó Thì ngày hôm nay ở mức là 2.689 đô cho một ounce vàng các bạn Ở mức rất là cao luôn Và chúng ta nhìn thấy được là bạc đó Thì cũng đã ở cái mức là 31 đô 98 cent rất rất lâu rồi chúng ta không nói tới cái giá của bạc các bạn Tại vì đây không phải một cái thị trường mà nó khiến cho nhiều người có hào hứng đâu Nhưng mà chúng ta cũng thấy giá của bạc cũng đã đạt cái mức cao nhất trong vòng 12 năm qua rồi Chưa phải đang mức cao trong lịch sử nhưng mà cũng là mức cao trong vòng 12 năm qua. Hợp đồng của dầu đó thì tiếp tục giảm xuống các bạn. Bây giờ mức là 67 đô 27 cent cho một thùng dầu và tôi nghĩ nó cũng có liên quan đến Trung Quốc. Để thằng chia sẻ thêm để các bạn hiểu rõ hơn. Thì nói đến Trung Quốc đó, thì các bạn cũng đã thấy được là cổ phiếu của Trung Quốc đã tăng liên tục mấy ngày hôm nay và chúng ta cũng vừa nghe thêm thông tin đó, tối ngày hôm qua là Trung Quốc đã cân nhắc để mà có thể bơm thêm 142 tỷ đô la vốn vào các ngân hàng lớn. Đây đó là một loạt những cái chiến lược thả lỏng rất là lớn chúng ta cũng đã từng thấy Trung Quốc đó có những cái động thái là bắt đầu giảm lãi suất cách tay khoảng chỉ một năm rồi các bạn tại vì chúng ta cũng đã biết là trước đó đó chúng ta có những cái sự lo lắng liên quan tới Evergrande, công ty phát triển bất động sản lớn thứ hai tại Trung Quốc khai phá sản rồi chúng ta cũng thấy được là Trung Quốc tình hình kinh tế rất là tệ sau khi mà mở cửa sau đại dịch và chúng ta cũng đã thấy là ngân hàng chứng minh Trung Quốc cũng đã bắt đầu giảm lãi suất từ từ nhưng mà đã có một cái sự tăng tốc rõ rệt sau khi mà Fed ở Hoa Kỳ giảm lãi suất từ vừa rồi. Các bạn cũng thấy được là trong vòng khoảng chừng 5 ngày qua đó hầu như ngày nào chúng ta cũng nghe tin tức liên quan đến Trung Quốc thả lỏng hết chúng ta nghe thông tin từ việc là họ giảm lãi suất cho những ngân hàng vay của họ về việc là họ cho phép một số những cái công ty có thể tiếp cận được tiền của ngân hàng dân dân Trung Quốc để có thể là mua chứng khoán từ việc là họ giảm cái phần trăm dự trữ ngân hàng xuống để họ có thể cho vay nhiều hơn và chúng ta cũng thấy được là thông tin mới nhất đó là muốn bơm 142 tỷ đô la vào các ngân hàng lớn đây là tất cả những động thái thả lỏng dòng tiền ở Trung Quốc các bạn để mà kích thích sự phát triển thì tại sao lại có cái sự thả lỏng nhanh như vậy chúng ta cũng đã đọc những cái thông tin liên quan đến là ở Trung Quốc đó thì tỷ lệ thất nghiệp đang tăng lên nhất là ở cái giới trẻ thất nghiệp rất là cao các bạn hơn 18%. Ngày hôm nay đó trước khi mà thường bắt đầu làm video này chúng ta cũng nhận được cái thông tin là cái lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc đã giảm 17.8% các bạn. Đây là cái phần trăm giảm so với lại một năm trước. Nói chung là đây là những dấu hiệu cho các bạn thấy là tình hình kinh tế của Trung Quốc đó đang không được ổn dẫn đến họ có rất nhiều những cái chiến lược thả lỏng tiền tệ như chúng ta vừa mới nói đến và tỷ phú David Tepper cũng đã phỏng vấn trên đài CNBC ngày hôm nay và cho biết là sau khi mà Fed cắt giảm lãi suất thì ông đã đặt cược lớn vào việc mua cổ phiếu Trung Quốc và có khả năng là Trung Quốc đã chờ đến khi mà Fed hạ lãi suất để bắt đầu một loạt những chiến lược nới lỏng tiền tệ mạnh như thế này tại vì nếu như mà nới lỏng mạnh trước đó nó sẽ ảnh hưởng đến tỷ giá đối hoái giữa đồng nhân dân tệ và đồng đô la Thôi nghĩ là cái suy luận này đó thực sự có căn cứ. Chúng ta cũng đã thấy được là thường đó những ngân hàng trung ương lớn trên thế giới họ đi cùng một nhịp. Có nghĩa là khi mà tăng lãi suất đó thì hầu hết tất cả cùng tăng và khi giảm đó hầu hết tất cả đều giảm tại vì chúng ta thấy nền kinh tế bây giờ đó là một cái nền kinh tế toàn cầu, tất cả đều có cái sự liên quan đến nhau hết. Các bạn nghĩ đến là một chiếc xe sản xuất ở Hoa Kỳ thì đúng là nhân công và cái sự sản xuất là ở Hoa Kỳ nhưng mà chúng ta thấy được những cái phụ tùng lại được nhập từ những quốc gia khác từ Mexico hay là từ Trung Quốc, từ nhiều quốc gia khác các bạn, tất cả nó nó đều có liên quan đến nhau hết và tất cả đều liên quan đến cái tỷ lệ trao đổi tiền tệ giữa đồng này qua đồng kia và cái tỷ lệ đó đó nó được giữ bởi một phần là cái chính sách lãi suất như thế nào các bạn. Một quốc gia mà có chính sách lãi suất cao sẽ dẫn đến là có nhiều người đó muốn gửi tiền vào quốc gia đó tại vì có lời nhiều các bạn so với một quốc gia mà có chính sách lãi suất thấp. Nói chung là như vậy, đương nhiên ta cũng cần phải tính thêm cái phần trăm lạm phát giàu Thường chỉ nói một cách đơn giản mà thôi. Các bạn cũng có thể thấy được là từ khi mà Fed tăng lãi suất khiến cho công trái phiếu Hoa Kỳ lãi suất tăng lên thì đã thu hút rất là nhiều tiền vào công trái phiếu của Hoa Kỳ. Đó là điều tôi muốn nói đây và điều này khiến cho đồng đô la mạnh lên các bạn và nó ảnh hưởng đến những công ty xuất khẩu nhập khẩu ảnh hưởng đến nền kinh tế cho nên nó có một cái sự cân bằng giữa cái tỷ lệ trao đổi giữa đồng này đồng kia khiến cho nền kinh tế vận hành ngay bây giờ và không ai muốn phá vỡ cái cách vận hành đó hết các bạn cho nên khi mà có chiến lược liên quan đến tiền tệ và lãi suất thì phần lớn những quốc gia đó họ muốn có một cái sự độc thuận với nhau và cũng có khả năng đó trung quốc chờ phép giảm lãi suất sau đó họ mới bắt đầu là có nhiều chiến lược để mà kích thích nền kinh tế tại vì nếu như mà làm trước đó đó có thể làm ảnh hưởng đến cái tỷ giá đồng nhân tệ của họ khiến cho đồng đô la mạnh và đồng nhân tệ đã sẽ yếu đi họ muốn giữ cái mức cân bằng đó là cái lập luận của rất là nhiều người thì bây giờ các bạn nghĩ sao các bạn hãy comment bên dưới thôi nên thì nghĩ lập luận này đó thật sự là có căn cứ như thường vừa chia sẻ với các bạn và có một số người hỏi đó là chúng ta nhìn thấy là fed đã giảm lãi suất từng giờ rồi nhưng mà tại sao đó chúng ta lại thấy được là cái phần trăm tiền lời để mà mua nhà đó ở hoa kỳ lại tăng lên chứ không phải là giảm trong vòng một tuần qua thu đã chia sẻ trong video ngày hôm qua rồi nhưng mà để các bạn dễ hiểu hơn đó, thuận có một cái biểu đồ trên màn hình đó, chính là cái biểu đồ công trái phiếu Hoa Kỳ 10 năm. Khi mà chúng ta nói tới Fed tăng hay là giảm lãi suất chúng ta nói tới một cái loại lãi suất có tên là Fed Fund Rate. Loại lãi suất này đó là cái loại lãi suất mà Fed tính cho những công ty ngân hàng mà họ vay mượn ngắn hạn thường là qua đêm từ Fed thì đó là cái phần trăm lãi suất mà Fed quản lý không phải là cái phần trăm lãi suất mà Fed quản lý ngân hàng cho người dân mượn đó là cái sự khác nhau, nhưng mà cái phần trăm lãi suất mà Fed quản lý đó sẽ có cái sự ảnh hưởng gián tiếp tới cái phần trăm lãi suất mà ngân hàng cho người dân mượn. Thì tại vì sao? Tại vì lãi suất của Fed ảnh hưởng đến công trái phiếu 10 năm của Hoa Kỳ và lãi suất công trái phiếu 10 năm của Hoa Kỳ đó là cái lãi suất hầu như là nhiều người cho là lãi suất chuẩn để có thể định giá những lãi suất mua nhà hay là mua xe. Nó có cái mối tương quan rất là cao. Thì nhiều bạn sẽ nói là thường đó người ta cho vay để mà mua nhà ở Hoa Kỳ là vay mượn 30 năm thì tại sao mà cái phần trăm đó lại dựa vào công trái phiếu 10 năm chứ không phải là công trái phiếu 30 năm thì đối với Thuận Thuận đã làm trong cái ngành cho vay bất động sản cũng rất rất nhiều năm các bạn sau khi mà Thuận rời khỏi công ty đầu tư chứng khoán đó rồi Thuận làm việc ở Los Angeles cho công ty cho vay bất động sản rồi sau đó Thuận làm việc ở KPMG rồi sau đó Thuận trở lại cái ngành cho vay bất động sản đó thì Thuận thích chia sẻ với các bạn là phần lớn là người ta đúng là vay mượn 30 năm để có thể là mua nhà nhưng mà không có mấy ai các bạn rất là hiếm một người nào đó đó họ giữ cái nợ đó 30 năm luôn mà không làm gì hết thường là là trong vòng 7 tới 10 năm là họ sẽ bán nhà cũ mua nhà mới hay là họ sẽ refinance lại nghĩa là họ mượn lại với cái mức lãi suất khác cho nên thường họ sẽ không có giữ cái nợ đó 30 năm đâu các bạn thời gian rất là dài cho nên chúng ta mới thấy là có một cái xu hướng là cái phần trăm lãi suất để mà mua nhà nó có cái sự tương quan với lại công trái phiếu 10 năm thì cái thùng chia sẻ nãy giờ nghĩa là gì các bạn chúng ta nhìn thấy được là công trái phiếu 10 năm trên màn hình đây là phần trăm lãi suất thì chúng ta đã nhìn thấy được là cái phần trăm lãi suất công trái phiếu 10 năm nó đã giảm xuống trước khi mà Fed công bố lãi suất rồi các bạn nên nhớ là Fed công bố lãi suất là ngày 18 tháng 9 năm 2024 thì chúng ta nhìn thấy được là cái phần trăm này đã giảm xuống ở cái mức là 3.64 hai ngày trước khi mà Fed công bố lãi suất và ngay sau khi mà Fed công bố lãi suất thì nó tăng trở lại tại vì chúng ta đang chứng kiến hiện tượng sell the news cũng giống như là các bạn đầu tư chứng khoán hay là chúng ta nói tới đầu tư crypto trong thị trường công trái phiếu thị trường nợ đó chúng ta vẫn có hiện tượng sell the news nghĩa là thị trường phản ứng dựa theo họ nghĩ là Fed sẽ làm gì chứ không phải là họ phản ứng sau khi mà Fed ra quyết định thì thùng chia sẻ cái phần này với các bạn vì ba lý do thứ nhất là thùng muốn các bạn có một cái cách nhìn toàn diện hơn về cái sự ảnh hưởng của phần trăm lãi suất của Fed nó ảnh hưởng như thế nào liên quan đến tình hình kinh tế tại Hoa Kỳ. Tại vì nó lại liên quan đến Fed sẽ làm gì kế tiếp. Thứ nhì là thông biết là rất nhiều bạn xem kênh này sống ở Hoa Kỳ cho nên Thùng muốn các bạn có một cái thông tin để các bạn hiểu rõ hơn về cái sự ảnh hưởng của lãi suất của Fed với cái lãi suất mà các bạn có thể vay mượn là như thế nào. Và điều thứ ba đó là các bạn nên hiểu là cho dù bây giờ cái phần trăm lãi suất đi vay để mua nhà Hoa Kỳ đã giảm xuống nhưng mà nó cũng không có đủ để mà kích thích người dân đi ra để mà mua nhà các bạn có nghĩa là gì có nghĩa là nếu như mà Fed muốn kích thích thì họ cần phải giảm nhiều hơn nữa họ phải thả lỏng tiếp tục và cái này nó lại liên quan đến là cái tính thanh khoản của Hoa Kỳ cũng như là cái tính thanh khoản của quốc tế đang tăng lên và nó có cái sự ảnh hưởng đối với lại Bitcoin. Thôi sẽ chia sẻ với các bạn một lát nữa để các bạn hiểu rõ cái mối tương quan như thế nào. Như thường đã chia sẻ đầu video đó, cái video này thông muốn cho các bạn một cách nhìn toàn diện hơn những gì đã xảy ra, nhất là trong vòng một tuần qua các bạn. Nhưng mà chúng ta bây giờ hãy nói tới một cổ phiếu đi, đó chính là cổ phiếu MicroStrategy. Hôm nay đã tăng mạnh các bạn và đã tăng hơn 9% và có thể nói là MicroStrategy là cổ phiếu duy nhất trong Nasdaq có thể tăng vượt trội hơn cả Nvidia trong 4 năm qua. Chúng ta cũng thấy cái sự tăng trưởng vượt bậc và kinh khủng của Nvidia như thế nào các bạn. Có thể nói Nvidia bây giờ đang có một cái thị phần rất là lớn trong việc sản xuất những con chip AI. Nhưng mà chúng ta cũng thấy được là cổ phiếu của MicroStrategy vẫn tăng nhiều hơn. Có thể nghĩ rằng là cổ phiếu của công ty tăng mạnh nhất trong Nasdaq là công ty liên quan tới Bitcoin sau đó mới đến AI khi mà các bạn nghĩ như vậy, các bạn mới có thể thực sự hiểu được cái sự hứng thú liên quan đến tiếp cận Bitcoin bây giờ nó mạnh như thế nào. Và chúng ta cũng thấy được là không phải là chỉ riêng ở Hoa Kỳ, ở Trung Quốc, chúng ta cũng thấy là rất nhiều những ngân hàng trung mương đã, đã bắt đầu giảm lãi suất chúng ta có ngân hàng trung mương Canada, ngân hàng trung mương ở châu Âu, chúng ta cũng thấy là ngân hàng quốc gia Thụy Sĩ đó cũng đã tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ với việc cắt giảm 0,25% lãi suất đưa lãi suất của họ xuống nó chỉ còn có một phần trăm mà thôi các bạn có thể nói được là thả lỏng khắp nơi và thuận có hai biểu đồ tôi muốn chia sẻ với các bạn và nó cũng là hai cái biểu đồ đó chia sẻ cùng một cái thông điệp trước hết chúng ta có thể nhìn thấy được đây là cái biểu đồ thanh thoảng tiền của Hoa Kỳ M2 M2 đó có nghĩa là chúng ta tính cái số lượng tiền mặt ở trong nền kinh tế cộng với lại cái số lượng tiền mà có thể lấy được dễ dàng, nó tương đương như là tiền như là các bạn gửi tiền vào ngân hàng, tiết kiệm ngắn hạn thì các bạn cũng thấy được nó đại diện bằng cái đường màu xanh dương trên màn hình và giá cả của BTC đó là đại diện bằng cái đường màu cam trên màn hình thì một điều các bạn thấy rất rõ ràng là cái sự tương quan đó, đó chính là khi mà cái số lượng tiền em chiêu có nghĩa là cái tính thanh khoản tiền giảm xuống đó cũng là lúc mà giá Bitcoin giảm xuống và khi mà cái đường màu xanh dương này tăng lên nghĩa là cái số lượng tiền em chiêu tăng lên đó, thì giá cũng tăng lên chúng ta cũng có thể nhìn thấy được năm 2022 đó lúc đó cái đường màu xanh dương này giảm rất là mạnh các bạn tại vì lúc đó là Fed đang tăng lãi suất và lúc đó là Fed muốn thu tiền về thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy được lúc đó là giá Bitcoin đã từ từ giảm xuống và tới cuối năm đó đi giảm xuống chỉ còn có 15.000 đô mà thôi. Rồi khi mà Fed từ từ thả lỏng hơn chúng ta cũng có thể nhìn thấy được là giá Bitcoin cũng đã từ từ có sự tăng trưởng trở lại và bây giờ không có dấu hiệu gì cho thấy là Fed sẽ ngưng thả lỏng các bạn, họ chỉ mới bắt đầu giảm lãi suất lần đầu tiên mà thôi không có lý do gì chúng ta nghĩ là họ sẽ ngưng ở đây hết và không chỉ riêng là Fed như thường vừa chia sẻ đó ở quốc tế chúng ta nhìn thấy rất nhiều những quốc gia đó cũng đã có động thái tương tự chúng ta nói tới là ở Trung Quốc ở Hoa Kỳ ở Châu Âu ở khắp nơi luôn chúng ta cũng nhìn thấy được là cái số lượng thanh khoản tiền đại diện cho cái đường mà màu xanh dương ở trên màn hình này và giá của BTC là cái đường màu cam trên màn hình thì các bạn nhìn thấy được là chúng ta cũng thấy hiện tượng tương tự nó có có sự tương quan rất là chặt chẽ và chúng ta cũng thấy là ngay bây giờ đó thì cái tính thanh khoản chỉ mới bắt đầu tăng lên mà thôi các bạn, chúng ta cũng nhìn thấy được là bắt đầu từ tháng 6 đó mới có những cái ngân hàng đầu tiên họ bắt đầu là giảm lãi suất, tính thanh khoản bắt đầu chỉ mới tăng lên ngay cái vùng này thôi và chúng ta cũng thấy là những ngân hàng trên mương khắp nơi đó thì không có dấu hiệu dừng lại, họ đã bắt đầu một chu kỳ giảm lãi suất và một chu kỳ bơm tiền mới. Và nếu như mà chúng ta tin cái sự tương quan này sẽ tiếp tục thì những ngày tháng tới đây của Bitcoin sẽ là những ngày tháng rất là tốt. Nhưng mà chúng ta vẫn còn một cái điều mà chúng ta chưa biết rõ được là có suy thoái tài chính hay là không. Và chúng ta khi nào mới biết, các bạn cũng đã nghe Thuần chia sẻ nhiều lần rồi, chúng ta phải chờ ít nhất là 6 tháng mới có thể biết được là có suy thoái hay là không. Tại vì thường đó, khi mà tính thanh khoản toàn cầu tăng lên như vậy đó thì trong vòng thời gian khoảng chừng là 4 tháng hay gì đó theo thuận đọc đó là trong vòng 4 tháng hay gì đó chúng ta sẽ thấy cái số lượng tiền này thấm vào trong những cái tài sản chứ không cần phải chờ quá lâu đâu nhưng mà nếu chúng ta có suy thoái tài chính đó, thì chúng ta sẽ thấy được là những ngân hàng trung ương họ sẽ tăng tốc giảm lãi suất hơn nữa bơm tiền mạnh hơn nữa để có thể vượt qua được cái suy thoái tài chính thì đến cuối cùng đó đối thuận giá tài sản nhất là chúng ta nói tới Bitcoin đó, vẫn sẽ tiếp tục trên con đường tăng trưởng cũng giống như là mười mấy năm qua hay chúng ta nói tới những tài sản khác cũng giống như là mấy chục năm qua các bạn chúng ta cũng chạy qua biết bao nhiêu đợt suy thoái tài chính rồi nhưng mà cái điều khác biệt đó nếu như có suy thoái tài chính thì chúng ta sẽ thấy những tài sản sẽ có cái dấu hiệu giảm giá trước rồi mới tăng giá sau nếu như không có suy thoái tài chính thì chúng ta sẽ thấy giá sẽ bắt đầu tăng từ đây đó là điều mà tôi muốn chia sẻ ở cái phần này với các bạn. Chúng ta cũng thấy được là giá Bitcoin cũng rất là tốt. Chúng ta nhìn thấy ngày hôm nay đó, giá Bitcoin cũng đã lên tới cái mức là gần 66.000 đô các bạn, 65.800 đô. Hiện bây giờ giá Bitcoin mức là khoảng 65.000 đô hiện tại, 64.932 và có thể nói là chúng ta đã có một cái sự bất ngờ ngay bây giờ ít nhất là gì các bạn chúng ta còn 4 ngày nữa nhưng mà tôi nghĩ là với cái sự tăng trưởng của tháng 9 này đó là 10.31% hiện tại thì cho dù 4 ngày tới đó chúng ta có cái đợt giảm giá nào đó thì chúng ta vẫn có một khoảng cách khá là tốt để chúng ta không có một tháng 9 quá tệ các bạn tại vì chúng ta nhìn thấy tháng 9 đó, thì là một tháng mà trong lịch sử rất là xấu và có cái tên là September như các bạn đã biết thì chúng ta cũng đã bắt đầu mùa hè này với một cái tâm lý là chúng ta sẽ không thấy sự tiến triển tốt của giá cả và cuối cùng nơi các bạn nhìn thấy được là mùa hè này đã cho chúng ta có một cái mùa hè màu đỏ tổng cộng đó là chúng ta giảm khoảng chừng 12% nhưng mà cái phần trăm giảm này đó là sau khi đã tăng liên tục từ tháng 9 năm ngoái cho đến tháng 3 năm nay à, chúng ta bước vào mùa hè đó với những cái thông tin khiến cho nhiều bạn lo ngại như là chúng ta nói tới cái thông tin liên quan đến mau gót trả tiền liên quan đến chính phủ Đức bán liên quan đến chính phủ Hoa Kỳ bán rất nhiều những cái tin tức khiến cho nhiều bạn lo lắng khi chúng ta bắt đầu bước vào mùa hè à, và tới cuối cùng nó mùa hè đúng là một màu, màu đỏ các bạn nhưng mà đỏ khoảng chừng là 12%, tuy là đỏ nhưng mà cũng không phải là tệ lắm và chúng ta cũng đã có cái sự chuẩn bị tâm lý như mà nào mà xem kênh này đó cho tháng 9 này có thể là một tháng sẽ là màu đỏ các bạn cuối cùng chúng ta đã có một cái sự bất ngờ hiện giờ đó là chúng ta thấy có cái sự tăng trưởng là 10.31% chúng ta chỉ còn 4 ngày nữa thôi là đã vượt qua được tháng 9 này rồi và 3 tháng cuối cùng của năm nay là 3 tháng tốt theo lịch sử một điều tôi muốn chỉ ra cho bạn đó là tuy lịch sử 4 năm của Bitcoin đó cho đến bây giờ hầu như vẫn chưa có bị phá vỡ nhưng mà chúng ta vẫn có những cái sự bất ngờ và thị trường này đó luôn cho chúng ta những sự bất ngờ. Nói đến bất ngờ đó thì nó sẽ là những điều mà các bạn sẽ không nghĩ ra được. Giống như là tháng 9 năm nay hay là chúng ta có thể nhìn thấy được là chúng ta có một cái đợt tăng trưởng liên tục từ tháng 9 năm ngoái cho đến tháng 3 năm nay. Cho nên đối thuận đó, thì chiến lược mà thuận áp dụng từ bấy lâu nay như bạn đã biết chỉ là trung bình giá mà thôi. Chúng chúng ta không biết được ngắn hạn như thế nào nhưng mà về dài hạn đó, thì thuận vẫn có lòng tin vào thị trường này về dài hạn thuận vẫn tiếp tục tích lũy và chờ đến ngày nào đó đó thuận muốn cân bằng lại với một đầu tư mà thôi chứ còn nếu như các bạn muốn đầu tư ngắn hạn đó thì các bạn sẽ thấy nó khó hơn rất là nhiều tại vì chúng ta luôn có rất là nhiều những cái sự bất ngờ ở trong thị trường này và một trong những cái sự bất ngờ mà chúng ta nhận được chỉ trong vòng một tuần qua thứ nhất đó chính là chúng ta thấy được là fed giảm lãi suất thường nghĩ là fed giảm lãi suất không phải là cái điều gì đó khiến cho mọi người bất ngờ đâu nhiều người cũng uh, đã suy nghĩ là Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng 9 này nhưng mà Fed giảm lãi suất 0.5% nó có thể nói là một điều bất ngờ. Các bạn cũng nên nhớ đó là trước khi mà Fed ra quyết định lãi suất đó khoảng chỉ một tuần trước đó chúng ta mới thấy cái phần trăm nghiêng về là Fed giảm 0.5% nó tăng mạnh lên chứ còn trước đó chúng ta vẫn thấy là phần trăm là Fed chỉ giảm có 0.25% mà thôi đó là cái phần lớn cuối cùng thì chúng ta thấy được là Fed đã giảm 0.5% và thị trường phản ứng rất là tốt với cái thông tin đó chúng ta cũng thấy là có một số người vẫn lo lắng về suy thoái tài chính nhưng mà ít ra họ nghĩ là Fed giảm 0.5% là một cái điều rất là bullish cho thị trường hiện bây giờ Chúng ta cũng đã thấy là một điều mà cũng không ai ngờ đến Là chúng ta lại có một loạt những cái chiến lược thả lỏng tiền tệ đến từ Trung Quốc Mà nó nhanh và ào ạt như vậy Đây là hai điều mà tôi nghĩ là nhiều người bất ngờ trong tháng này các bạn và bất ngờ này là một bất ngờ tốt chứ không là bất ngờ xấu chúng ta cũng đã thấy được là chúng ta cũng đã có một cái tháng chín rất là tốt cho đến bây giờ và thị trường chứng khoán cũng rất là tốt luôn và chúng ta cũng có thể nhìn thấy được là thị trường crypto nói chung đó, thì vốn hóa bây giờ đã đến gần 2,4 nghìn tỷ bitcoin hôm nay tăng 2.6% các bạn và altcoin thì rất là xanh ngày hôm nay như các bạn thấy vào một tuần qua nó vẫn rất là xanh cũng là một tuần rất là tốt cho thị trường altcoin các bạn và có nhiều bạn hỏi thuận về Plan B thì cũng rất rất lâu rồi chúng ta không có nói về Plan B. Plan B là một cái nhân vật mà chúng ta cũng đã nói tới có thể nói là từ năm 2019 các bạn. Đó chính là cái video 336. Rất là khó để tưởng tượng chúng ta bây giờ đang nói tới cái video 2006 hàng là 7 các bạn. Trong khi mà chúng ta trở lại cách đây uh, 5 năm lúc đó chỉ là video 336 mà thôi thì... Uh, Thông cũng đã chia sẻ về plan B và cái mô hình Stock to flow các bạn. Đây là một cái mô hình mà tính toán giá cả của một tài sản dựa theo cái sự khan hiếm của tài sản đó trên thị trường như thế nào. Và nói chi tiết hơn đó là Stock to flow nhìn vào là cái số lượng tài sản mới đó được tạo ra thì tốn bao nhiêu năm mới có thể bằng cái số lượng đang có trên thị trường. Và đây là một cách mà rất là phổ biến để người ta tính giá của vàng nhưng mà chúng ta cũng thấy là Plan B đó là một trong những người đầu tiên áp dụng cách tính đó vào Bitcoin và Plan B đó bây giờ rất là nhiều người chụp quê Plan B các bạn tại vì Plan B đã dự đoán là giá Bitcoin tăng lên tới mức là hơn 100.000 đô vào năm 2021 cuối cùng đó thì giá Bitcoin đã tăng lên tới mức 39.000 rồi sau đó chúng ta đi vào mùa đông crypto bây giờ đó thì uh, thực sự đối thuận rất là khó để biết được Plan B đang dự đoán như thế nào tại vì khi các bạn xem những cái thông tin từ Plan B đó, thì có rất nhiều mô hình. Có thể nói là sau khi mà cái mô hình của năm 2021 à, đã không hoàn toàn chính xác đó, thì Plan B đã tạo ra thêm nhiều mô hình mới. Cho nên rất là khó để biết được là Plan B đang sử dụng mô hình nào. Có nhiều bạn nói là cách đây không lâu Plan B đã dự tính là trong cái đợt tăng trưởng này năm sau giá Bitcoin lên tới là một triệu. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là cái post mới nhất của Plan B ra ngày hôm nay thì Plan B nói là chỉ tăng lên tới khoảng là trung bình là 500 ngàn cho một Bitcoin mà thôi. Nhưng mà các bạn cũng thấy được là 500 ngàn có nghĩa là giá Bitcoin vẫn tăng 9 lần so với cái giá hiện tại. Wow. Cho dù là Plan B tính sai 50% trăm cái mức giá vẫn là rất là tốt đối với Thuận. Nhiều người đó thì bây giờ chọc quê Plan B các bạn nhưng mà hướng nhắc lại là Plan B đã dự đoán giá Bitcoin lên 55.000 đô khi mà chúng ta đang ở trong mùa đông crypto năm 2019 các bạn lúc đó giá đó thì khoảng chừng là 4 5.000 đô mà thôi như thường chia sẻ trong cái video này và lúc đó đó là cái thời điểm mà mọi người cực kỳ chán nản luôn các bạn và có thể nói là không có mấy người tin chúng ta có thể trở lại cái đỉnh cũ lúc đó là khoảng 19 20.000 đô chứ đừng nói đến là tới 55.000 đô. Cuối cùng đó Plan B đã nói đúng các bạn, chỉ là sau đó Plan B dự đoán là chúng ta đạt 100.000 đô nhưng mà Bitcoin vẫn tăng tiếp tục nhưng mà chỉ tăng tới 69.000 đô mà thôi. Thì bây giờ Plan B dự tính là chúng ta có thể đạt được khoảng chừng là trung bình 500.000 đô trong phạm vi từ năm 2024 tới năm 2028. Cho dù Plan B tính sai phần nửa đó thì Thuần cũng vẫn rất là happy. <laughs> đó là suy nghĩ của Thuần. Chúng ta cũng bây giờ nói đến một số những thông tin lớn đi. Thì tối ngày hôm qua chúng ta đã có một cái thông tin là Phó Tổng thống Kamala Harris đã chính thức công bố kế hoạch kinh tế và tài sản kỹ thuật số được đề cập một lần ở trang 56 cùng với AI. Đây là cái trích dẫn. Từ cái uh, chính sách kinh tế của Phó Tổng thống Kamala Harris các bạn, chúng ta nhìn thấy được là có cái từ digital asset, có nghĩa là tài sản kỹ thuật số và cũng có một cái clip ngắn tôi muốn chia sẻ với các bạn. So I will recommit the nation to global leadership in the sectors that will define the next century. We will invest in biomanufacturing and aerospace. Remain dominant in AI and quantum computing, blockchain and other emerging technology. Thứ nhất là chúng ta thấy tuy bà cũng đã nói sơ sơ về crypto nhưng mà cái từ crypto đó cũng không có được sử dụng các bạn nhưng mà bà sử dụng cái từ tài sản kỹ thuật số. Thì bây giờ nhiều người cũng hiểu rộng rãi đó chính là đang nói tới crypto. Nhưng mà chúng ta cũng thấy được là trong cái clip ngắn này đó bà cũng đã nói một lần sử dụng từ blockchain. Nói chung đó là chỉ nói qua một lần mà thôi và cũng nói sơ sơ thôi các bạn không có bất kỳ một cái thông tin chi tiết nào hết. Nhưng mà đối thuận đây cũng là một cái thông tin lạc quan các bạn. Ít ra chúng ta cũng nghe bà đã nhắc tới blockchain hay là tài sản được số vài lần gần đây và dựa theo những cái thông tin đến từ những người thân cận của bà giống như là tỷ phú Mark Cuban thì cái đội của bà đã cho biết là không có thích cách làm của Gary Gensler đó là những gì chúng ta biết các bạn đương nhiên khi mà so sánh với lại cụ thông đồ Trump thì không thể so sánh được rất rõ ràng là bên của cụ thông thống Donald Trump đó, cái sự ủng hộ nó rõ ràng và lớn mạnh hơn những gì mà bà vừa chia sẻ mới đây. Nhưng mà trong trường hợp xấu, lỡ như mặc cụ thông ông Trump không thành công trong đợt bầu cử này, thì ít ra cho đến thời điểm bây giờ chúng ta vẫn không có nghe bất kỳ một cái thông tin tiêu cực gì đến từ đội ngũ của Kamala Harris và Crypto. Chúng ta phải chờ mới biết được thêm chi tiết xem coi là bà thật sự có ý định gì với lại thị trường crypto này. Nhưng mà điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là SEC đã bắt đầu nhượng bộ sau khi bị một đòn nặng từ quốc hội vào đầu tuần này rồi các bạn. Tại vì ngân hàng BNY Mellon, đó, các bạn hãy nhớ là Bloomberg đã đưa ra tin đồn. Đây có thể là ngân hàng đầu tiên có thể được miễn quy tắc kế toán SAP 121 và có thể bắt đầu cho chủ lưu ký Bitcoin được Crypto. Thì bây giờ đó SEC đã chính thức chấp thuận cho ngân hàng này để có thể cung cấp dịch vụ đó rồi. Thì đây các bạn nhớ lại đó, chúng ta nói tới SAP 121 là dịch vụ mà khiến cho nhiều ngân hàng không muốn đụng đến việc là lưu trữ crypto cho khách hàng. Lý do là tại vì nếu như lưu trữ đó sẽ khiến cho một số tiền của ngân hàng không thể được lưu động. Các bạn, đây là cái vấn đề liên quan đến kế toán. Nói chung đó, thì SEC muốn ngân hàng xem bitcoin và crypto là một loại tài sản khác, không giống như những loại tài sản mà ngân hàng đang có hiện tại như là vàng hay là bất cứ tài sản nào họ lưu trữ khiến cho ngân hàng không có dễ dàng để mà lưu trữ tài sản crypto được nhưng mà bây giờ SEC tuy chưa có hủy bỏ cái quy định kế toán SAP 121 nhưng mà chúng ta cũng đã thấy là họ đã bắt đầu cho ngân hàng White Mellon có cái ưu tiên là được miễn quy tắc kế toán. Tại vì họ nói là đây là một ngân hàng lâu đời và có số vốn mạnh. Thì tôi không nghĩ đây sẽ là ngân hàng duy nhất được miễn đâu các bạn. Chúng ta sẽ có nhiều ngân hàng khác nữa. Tại vì chúng ta thấy được là những ngân hàng bây giờ họ muốn cung cấp rất nhiều dịch vụ liên quan đến bitcoin, crypto không phải là chỉ cung cấp dịch vụ mua bán mà họ còn muốn có cái dịch vụ lưu trữ crypto cho khách hàng giống như là những cái quỹ ETF đó, có thể lưu trữ bitcoin với những ngân hàng này. Và SEC đó nói là đây là một cái quyết định không phải là chỉ riêng về uh, lưu trữ Bitcoin trên những quỹ ETF mà nó áp dụng với những crypto khác có nghĩa là sau này đó họ có thể lưu trữ Solana, Ethereum bất cứ một đồng nào cho khách hàng đều được hết nó không có phải là một cái miễn quy tắc cho một loại crypto mà nó là một cái miễn quy tắc kế toán cho ngân hàng bên ngoài Maryland này cũng là một thông tin rất là tốt các bạn rất rõ ràng đó là những gì xảy ra quốc hội đã có tác động đối với lại SEC và chúng ta cũng thấy là tại sao những ngân hàng bây giờ họ lại ngày càng muốn đi vào sâu thị trường này hơn tại vì trước đây đó chúng ta thấy là chúng ta có Bitcoin chúng ta có Ethereum cách đây nhiều năm đó thì chúng ta chỉ thấy là cách duy nhất một công ty kiếm được tiền đó là cho phép giao dịch mà thôi các bạn cho mua cho bán nhưng mà chúng ta cũng nhìn thấy được là những ngân hàng đó giống như là ngân hàng Chase hay là những ngân hàng như BNY Mellon đó thì họ đương nhiên cũng có một cái khu chuyên về mua bán cổ phiếu nhưng mà đó là một cái khu nhỏ mà thôi các bạn. Phần lớn đó họ cho vay hay là họ có những cái dịch vụ như là lưu trữ tài sản. Cho nên chúng ta thấy được là bây giờ đó thị trường crypto đã mở rộng ra, chúng ta có hệ sinh thái rất là đa dạng và có thể có nhiều cách kiếm tiền khác nhau từ staking cho đến lưu trữ tiền cho khách hàng. Và chúng ta cũng thấy được là báo cáo từ Chainlink dự báo là thị trường tài sản mã hóa như là kinh hóa toàn cầu có thể đạt tới 10.000 tỷ đô la vào năm 2030 được thúc đẩy bởi sự tham gia của các tổ chức và tiến bộ về quy định pháp lý. Hiện tại đó giá trị của tài sản mã hóa như là kinh hóa đó là 118,57 tỷ đô la, trong đó Ether chiếm phần lớn là 58% các bạn thấy được là thô kinh hóa tài sản giúp các tài sản như là bất động sản và cổ phần tư nhân trở nên dễ dàng thanh khoản hơn và đây là một chiến thị trường rất là béo bở trên ngân hàng có thể nói là cái áp lực cho SEC đã không phải là chỉ riêng đến từ crypto các bạn SEC đang bị áp lực đến từ quốc hội đến từ con crypto và bây giờ đến phiên những ngân hàng ghép được cho SEC tại vì họ cần phải kiếm tiền và SEC đang cản đường của họ cho nên chúng ta mới thấy được là hôm qua đã thường chia sẻ khá nhiều cái video clip và suy nghĩ của thuận liên quan đến cái cuộc điều trần trong tuần này nó có cái phần giống như là cái năm vừa rồi nhưng mà nó lại có một cái sự khác biệt các bạn trong đó đó chính là những nghị sĩ không có phải hỏi và chờ chủ tịch SEC trả lời mà họ chủ yếu dành thời gian đó đó để mà khiển trách SEC và chúng ta thấy được là họ không ngừng ở đó họ tiếp tục tấn công giống như cái clip này ngày hôm nay các bạn đây đó là cái sự chia sẻ đến từ dân biểu Tom Emmer và ông nói là trong thời đại mà tinh thần lưỡng đảng Ở Hoa Kỳ có thể trở nên khăn hiếm. In an era where bipartisanship can feel scarce, Gensler has done such a terrible job running the SEC that he has managed to unite members on both sides of the aisle condemning his failed leadership. Gary Gensler has worked to consolidate his own power, even though it means crushing opportunities and, frankly, the financial future of this country. Rogue bureaucrats like Gensler are supposed to be working for the people, not reigning over them. He has wasted a large part of the SEC's resources to wage war on the crypto industry. The strategy, however, has not been successful for him as the SEC continues to lose again and again in the courts on its crusade against the digital asset uh, innovation in this country. It's time for the SEC to return to its mission and protect opportunities for every American who wants to participate in the greatest capital markets in the world. Digital asset innovation is an important part of that. What Gary Gensler doesn't understand is fighting against crypto innovation in America isn't going to stop it. He is only going to push crypto innovation off of American soil. This is exactly how disasters like FTX occur. The United States should want digital asset businesses under its regulatory umbrella and purview so that we have a safer digital asset ecosystem. Many people are concerned that Kamala Harris would actually appoint. Elizabeth Warren or Gary Gensler to be her treasury secretary which would only make matters worse. Their mission to upend free markets, innovation and global competitiveness would destroy our financial system. We can't let that happen. America is ready for pro, for the pro crypto president and there's only one candidate who has promised to fire Gary Gensler on day 1. <laughs> dân biểu Tom Emmer. Và không phải là chỉ riêng những dân biểu các bạn chúng ta nhìn thấy được là ngày hôm nay đó thì Chủ tịch SEC đã lên trên đài CNBC để mà phỏng vấn cái điều mà Thuận cảm thấy bất ngờ hơn đó thường là sau khi mà có những cái sự đụng độ của bức hội như vậy thì lên đài truyền hình là một trong những cách có thể cho gây ra sự cơ hội để mà chia sẻ về những gì mình muốn nói với lại công chúng. Nhưng mà Chúng ta lại thấy sau khi mà lên phỏng vấn đó, thì cả ba người dẫn chương trình đều thay nhau liên tiếp tấn công chủ tịch giao cho sự các bạn trong đó đó chúng ta có Joe Kerner thì Joe Kerner là một người mà rất yêu thích crypto ai cũng biết rồi thì thường là ông sẽ đóng cái vai là người pro crypto trong những cái cuộc hòa phỏng vấn như thế này à, chúng ta có Becky Quick Becky Quick đó, thật là một người mà cũng khá là trung lập các bạn nhưng mà chúng ta có cái người bên tay trái đó chính là Andrew Sorkin là một trong những người mà thường có cái sự nghi ngờ đóng cái vai nghi ngờ trong những cái cuộc phỏng vấn như thế này và đương nhiên chúng ta có Gary Gensler bên tay phải thì cả ba người này đó đều thay phiên nhau để mà tấn công Gary Gensler chủ yếu đó nói những gì mà chúng ta cũng đã nghe những cái lập luận tương tự như những gì mà chúng ta đã nghe trong cái buổi điều trần nhưng mà có hai điểm đó thường cảm thấy rất là thú vị cái video này rất là dài 9 phút cho nên con sẽ không chia sẻ với các bạn nhưng mà thùng muốn nêu ra hai điểm và họ nói chuyện đó thì gần giống như là chai chủ tịch chai cho các bạn và họ muốn giống như là chia sẻ thông điệp với lại người xem thông điệp đầu tiên đó họ muốn chia sẻ đó chính là vì lý do SEC có những quy định không hợp lý và không rõ ràng khiến cho nhiều công ty crypto rời khỏi Hoa Kỳ khiến cho người dân của Hoa Kỳ đó rõ ràng là vẫn hứng thú với đầu tư crypto họ đã phải đầu tư vào những công ty không nằm ở Hoa Kỳ dẫn đến những cái sự kiện như là FTX tại vì FTX là công ty ở Bahamas không phải là công ty ở Hoa Kỳ đó là điểm đầu tiên họ muốn chia sẻ với lại người xem điểm thứ nhì họ muốn chia sẻ đó là chủ tịch Gary Chancellor đó thì nói là cần phải có quy định rõ ràng hơn và ông tin là sẽ có cái sự phát triển tốt hơn khi mà những công ty tuân theo quy định. Thì ngay sau đó, những người dẫn chương trình CBC đó thì lại dài vào ồ, oh, như vậy có nghĩa là ông ủng hộ thị trường này ngày lại càng phát triển mạnh mẽ hơn chỉ cần là tuân theo quy định. Các bạn thấy được là họ gần như là gài cho từ Gail Chancellor. Nói chung đó thì trong cuộc phỏng vấn này đó ông rất là ít cười các bạn. Có thể nói là ông bắt đầu cảm thấy rất là căng thẳng chỉ cần là sau một hai phút thôi đó, là ông đã bắt đầu căng thẳng hơn rất là nhiều. Và chúng ta cũng đã thấy đó Câu chuyện về Bitcoin và Crypto đó Đang dần dần được thay đổi Và không phải mới đây đâu các bạn Bắt đầu từ năm ngoái rồi Tôi đã từng chia sẻ với các bạn những cái video Như là vào tháng 8 của năm ngoái Cách đây là hơn một năm các bạn Câu chuyện Bitcoin đã từ từ được thay đổi Tôi đã chia sẻ rất là nhiều những cái dẫn chứng Như là liên quan đến cái thông báo Từ KPMG Nói là đào Bitcoin đó Thật sự đó không phải là tổn hại tới Điện hay là tổn hại đến môi trường Mà thật sự đào Bitcoin là một cách để mà phát triển Cái ngành công nghiệp năng lượng tái tạo rất là nhiều những câu chuyện về bitcoin đã được thay đổi và cách mà họ thay đổi đó chính là ở quốc hội và ở những đại truyền hình các bạn nó đang xảy ra trước mắt chúng ta một ngày nào đó đó thường sẽ không cảm thấy quá bất ngờ khi mà các bạn đến ngân hàng chase hay là ngân hàng bank of america và các bạn thấy cái bảng bitcoin hay là cái bảng đầu tư crypto ngay trước cửa và họ nói là hãy mở danh mục đầu tư với chúng tôi để đầu tư được crypto Tôi sẽ không cảm thấy là quá lạ đâu tại vì câu chuyện này được thay đổi các bạn rất rõ ràng là bây giờ đã phố Wall đã nhìn thấy được cái số tiền trong thị trường này nó kinh khủng như thế nào tôi chia sẻ thêm về cái phần này một lát nữa chúng ta cũng thấy có một cuộc phỏng vấn ngắn với lại tỷ phú Mark Cuban. Mark Cuban là một trong những người à, rất là thân cận với lại phó tổng thống Kamala Harris. Thì à, chúng ta cũng thấy là trong cái video này đó, cái người à, phỏng vấn ở bên tay trái đó thì hỏi là Mark Cuban có bây giờ hứng thú để mà làm chính trị hay là không? À, hứng thú để mà làm bộ trưởng tài chính hay là cái gì đó? Thì Mark Cuban nói là nếu như mà làm chính trị đó thì ông chỉ muốn một chiếc dù mà thôi. Đó chính là chủ tịch SEC <laughs> Các bạn thấy được Mark Cuban là một trong người mà cũng kêu gọi Chủ tịch SEC từ chức Và ông là người rất là thân cận với lại Phó Tổng thống Kamala Harris Nhưng mà hồi sáng này đây, chúng ta thấy được là Cả hai người đều chờ đợi để mà phỏng vấn Trên đài CNBC thì chúng ta cũng đã thấy được Là hai người đã cũng đã cười nói với nhau Trong khi mà mới trước đó Mark Cuban đã kêu Jay Gensler hãy từ chức và chúng ta cũng đã thấy được là ông muốn cái chiếc chế của Gail Chancellor Trước khi phỏng vấn hồi sáng này Hai người vẫn cười nói vui vẻ với nhau <laughs> Không biết là sao cái nụ cười này đó Có những biểu cảm gì trong đó các bạn Nhưng mà cái mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn đó Là chúng ta thật sự thấy cái sự hứng thú Đến với lại Chúng ta nói riêng về Bitcoin đi rất rất là cao luôn không phải là chỉ đến từ những công ty phố Wall hay là trong thị trường crypto này thuộc mà các bạn yêu thích đến như thế nào chúng ta cũng thấy được là càng ngày ra chúng ta càng thấy là cái số lượng người họ đến với thị trường crypto này từ nhiều cái kênh khác nhau cho dù là họ đến với thị trường này đó họ nghĩ đó là một tài sản lưu trữ giá trị họ nghĩ đó là một cái loại tiền tệ dùng để mà thanh toán họ nghĩ đó là một công cụ đầu tư họ nghĩ đó là một cách để mà đa dạng hóa trên đầu tư của họ họ đến với nhiều cái khác nhau hay là họ nghĩ crypto có thể mang đến phiếu bọc cho họ càng ngày càng đa dạng hơn và các bạn cũng thấy được là cái thị trường này đã thật sự là cung cấp rất nhiều giá trị cho rất nhiều người tùy theo các bạn hỏi ai đó chính là lý do tại sao mà cái thị trường này nó vẫn mạnh lâu dài như vậy các bạn tại sao mà biết bao nhiêu người đó rất là thông minh biết bao nhiêu người họ đọc giải nobel về kinh tế họ đều nói sai về con các bạn tại vì họ có thể là chưa từng thấy một cái mạng lưới mà mọi người đến với mạng lưới này đã chỉ duy nhất vì một lý do mà thôi đó chính là lợi ích các bạn. Đây là mạng lưới phát triển hoàn toàn trên lợi ích. Chúng ta đến với thị trường này vì lợi ích cá nhân cũng giống như là tất cả những người đến với thị trường này các bạn. Một cái công ty đào họ đến thị trường này cũng vì lợi ích tất cả đều vì lợi ích hết và một mạng lưới phát triển như lợi ích một mạng lưới mà có cái tính bền vững rất là lâu dài và chúng ta cũng thấy được là thật sự là có những người cần bịt khôi không phải là tại vì đó là một công cụ đầu tư hay là một tài sản hay gì hết họ thật sự cần bịt khôi tại vì đó là cách duy nhất họ có thể bảo tồn cái sức mua của họ chúng ta có thể nghe những cái quốc gia khi mà thường còn đi học đó thì thuận học về siêu lạm phát thì chúng ta cũng thấy là trong sách vở đó hồi đó thường đi học thì lúc đó là khoảng chừng năm 2007 hay gì đó 2006 đó các bạn thì lúc đó đó thường chỉ đọc những cái bài viết liên quan tới Zimbabwe đó là cái ví dụ thường được dùng liên quan đến siêu lạm phát nhưng mà Zimbabwe là quốc gia gì thôi nó có biết đâu và nó nghe rất là xa xôi các bạn nhưng mà bây giờ đó không phải là một câu chuyện xa xôi nữa và nó đang ký mắt chúng ta. Đừng nói đến là những gì xảy ra trước đó chúng ta chỉ nói đến là tháng 8 năm nay những quốc gia nào đang đối đầu với lại siêu lạm phát. Chúng ta có Venezuela, chúng ta có Zimbabwe, Argentina, Sudan và Thổ Nhĩ Kỳ. Không phải là những quốc gia xa lạ các bạn mà chúng ta có rất là nhiều quốc gia đang đối đầu với lạm phát là 50, 60, thậm chí là 2, 300% mỗi một, một năm. Con số rất là kinh khủng. Và trong những quốc gia này đó họ không dễ dàng tiếp cận được với đồng đô la các bạn. Nhưng mà một cái họ có thể tiếp cận được đó chính là bitcoin chính là crypto họ có thể dễ dàng tiếp cận được chỉ sử dụng một cái điện thoại mà thôi trong khi họ không thể tiếp cận được với một tiền tệ khác mà tiền tệ của họ đang mất giá rất là nhanh có thể nói là cái thời đỉnh điểm của lạm là, à, phát ở venezuela các bạn lúc đó đó thì giá cả có thể nói là tăng liên tục vài lần một ngày à, những cái siêu thị đó họ không có thèm để giá nữa các bạn tại vì họ phải thay đổi giá liên tục và tiền nó mất giá nổi mà họ chỉ cân ký mà thôi hoặc không có thời gian để mà đếm có thể nói là nó mất giá như thế nào đó là điều đầu tiên điều thứ nhì nữa đó là chúng ta cũng đã thấy là những cái mối lo ngại mà trước đây chúng ta nghe nó giống như là xa vời một ai đó đó họ có thuyết âm mưu mà thôi liên quan tới việc là tịch thu tài sản của một cá nhân chúng ta cũng đã thấy mới đây đó thì Israel đã đưa ra một cái suy nghĩ đó họ chưa có thực hành các bạn nhưng mà họ đưa ra một cái suy nghĩ là có thể hạn chế người dân sở hữu vàng à, các bạn cũng đã thấy được một trong những tài sản mà các bạn có thể sở hữu mà không ai biết hay là các bạn có thể dễ dàng di chuyển được qua bất kỳ quốc gia nào đó chính là bitcoin các bạn à, đó là một cái giá trị mà có thể là nhiều người đó họ không có đánh giá cao tại vì họ đang sống trong một cái quốc gia hòa bình Một quốc gia mà họ không lo lắng ngày mai như thế nào Nhưng mà đối với một số người đó Thì có thể lưu trữ được tài sản cá nhân là một điều rất là lớn Nhất là trong những cái thời điểm mà họ cảm thấy là không an toàn Và chúng ta cũng đã thấy được đó là có rất là nhiều những cái động thái Giống như là chúng ta đã từng nói đến là ở châu Âu đó Thì họ đang thành lập một cái danh sách là ai đang sở hữu những cái tài sản nào Thì nhiều người cho để làm gì các bạn Để một ngày nào đó họ có thể là đóng băng tài sản của một ai đó nếu như mà họ không thích cái mà các bạn đang làm nghe có vẻ như rất là xa vời các bạn nhưng mà sự thật đó nó đã từng xảy ra và xảy ra Canada các bạn đã nhớ là cái vụ liên quan đến à, những cái người đã xe trực đó họ biểu tình thì cái tài khoản của họ đã bị đóng băng bởi chính phủ Canada các bạn thấy được là các bạn có thể đóng băng một tài khoản mạng xã hội của một ai đó nhưng mà nếu như các bạn đóng băng tài khoản ngân hàng của một ai đó nó ảnh hưởng rất là lớn đối với họ và cả gia đình của họ luôn về việc ai đúng ai sai đó thùng sẽ không có bàn tới trong video này nhưng mà thùng muốn chỉ ra là thật sự là có người họ rất là quan trọng về việc có thể sở hữu một tài sản mà không lo lắng bị đóng băng hay là không có ai ngăn cản được khi mà họ di chuyển và đó chính là bitcoin các bạn và chúng ta cũng thấy được là nydag đã lôi chúng ta không có nghe nói tới công ty này nhưng mà họ đã đưa ra một cái bài nghiên cứu và họ à, nói đó là đối với họ bitcoin là một tài sản thật sự nó là một cái ngôn ngữ và được quyền hưởng sự bảo vệ của tu chính án thứ nhất tại hoa kỳ để thùng chia sẻ cái bài viết này rồi các bạn comment dưới để các bạn à, nghĩ sao về cái à, suy luận này đến từ nydag thì à, họ nói là bitcoin được bảo vệ bởi tu chính án thứ nhất của Hoa Kỳ có nghĩa là quyền tự do ngôn luận thì tại sao họ lại nói như vậy họ nói là phần lớn nếu không phải là tất cả các hạn chế của chính phủ nhắm vào bịt khôi đã không xem xét đến thực tế rằng theo các quy tắc cơ bản của tu chính án thứ nhất hoạt động bịt khôi được quyền hưởng sự bảo vệ của tu chính án thứ nhất thứ nhất bịt khôi hoàn toàn bao gồm việc tạo ra và truyền tải thông tin đây là một loại ngôn luận được bảo vệ bởi tu chính án thứ nhất Thứ hai, đã hoạt động Bitcoin ít nhất cũng là hành vi biểu đạt được bảo vệ. Và thứ ba, việc tham gia vào mạng lưới Bitcoin là một dạng kết hợp biểu đạt được bảo vệ riêng biệt bởi tu chính án thứ nhất. Bitcoin là một hình thức ngôn luận. Phần này đó thuận dịch lại rồi để các bạn dễ hiểu hơn. Thì họ nói là tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ quy định rằng chính phủ không thể ban hành luật hạn chế quyền tự do ngôn luận. Nhiều hiến pháp của các bạn cũng có các quy định tương tự. Ví dụ, ví dụ Hiến pháp của bang New York quy định rằng không có luật nào nên giới hạn quyền tự do ngôn luận. Tòa án tối cao đã nhiều lần khẳng định rằng việc chia sẻ và tạo ra thông tin được xem là một hình thức ngôn luận theo tu chính án thứ nhất. Nói cách khác, khác đó, nếu như việc tiết lộ và xuất bản thông tin không được coi là ngôn luận, thì thật khó có thể tưởng tượng điều gì có thể được xem là ngôn luận. Khái niệm này đã áp dụng ngay cả trong các tình huống kỹ thuật hoặc là phi chính trị trong một vụ kiện đó, thì tòa án tối cao đã phán quyết rằng việc chia sẻ thông tin về đơn thuốc của bác sĩ cho mục đích tiếp thị được coi là tự do ngôn luận. Tòa án cũng đã khẳng định là dữ liệu tài chính như là giá cả và số lượng cũng là ngôn luận được bảo vệ. Tương tự các tòa án đã phán quyết rằng mã máy tính vốn truyền tải thông tin cũng là một hình thức ngôn luận. Một vụ kiện đã giải thích rằng một cuốn sách được tạo ra từ các chuỗi 1 và 0 mã nhị phân đó không nên được đối xử khác với một cuốn sách viết bằng tiếng Anh theo hiến pháp. Việc sử dụng mạng lưới Bitcoin được xem là một hình thức tự do ngôn luận vì nó hoàn toàn xoay quanh việc tạo ra và truyền tải thông tin. Bitcoin cho phép mọi người chuyển giao giá trị và thông tin khác. Khi ai đó gửi Bitcoin, họ đang phát sóng thông tin tới toàn bộ mạng lưới Bitcoin, ngay cả khi mà thông tin này chỉ liên quan đến giá và cái số lượng cần thiết để mà hoàn thành một giao dịch, nó vẫn được bảo vệ như là ngôn luận tự do. Đó là cái sự phân tích đến từ NYDAG, các bạn nghĩ sao các bạn comment ở bên dưới. Đối với Thuận Đất thì Thuận hiểu tại sao họ nghĩ Bitcoin là một cái ngôn ngữ các bạn, thật ra tiền tệ là một ngôn ngữ. Có thể uh, lấy một ví dụ đơn giản đi, các bạn có thể đến một quốc gia nào đó hay là một ai đó đến bây giờ các bạn đi thì người đó chỉ biết nói tiếng quốc gia của họ bạn chỉ biết nói tiếng quốc gia của bạn thì bạn cần phải mua món hàng nhưng mà hai người đó không thể nói chuyện lẫn nhau tại vì hai cái thứ kiến tiếng nó khác nhau các bạn thì bạn vẫn có thể mua được món hàng đó tại vì các bạn có tiền trong tay tiền là một cái ngôn luận các bạn các bạn có thể đưa tiền cho họ và họ có thể thối tiền cho các bạn đó là một cái sự trao đổi ngôn luận với nhau cho dù hai người không hiểu nhau về mặt tiếng nói nhưng mà hai người lại hiểu nhau về mặt tiền tệ các bạn đưa tiền cho họ họ thối tiền các bạn các bạn có thể lấy món hàng đó cho nên chúng ta có thể nghĩ một cách đơn giản hơn là tiền tệ là một loại ngôn luận nhưng mà về việc có được bảo vệ bởi tu chính án thứ nhất hay là không đó thì vẫn là một dấu chấm hỏi hiện bây giờ ngay thời điểm hiện tại đó chúng ta vẫn có một cái vụ kiện đó chính là liên quan đến tornado cash đó chính là cái dịch vụ trộm tiền của Bitcoin đó, các bạn đã biết, người ta sử dụng cái đó đó để mà lẫn tránh người khác theo dõi mình. Nhưng mà bây giờ đó thì những cái người mà đứng sau lưng cái mã nguồn của Tony đã bị bắt, các bạn. Có một cái lập luận bây giờ là những người đó đó họ không có phạm pháp, họ trên căn bản nó chỉ cung cấp mã nguồn mà thôi. Và mã nguồn đó đó là một và không, đó là một cái loại ngôn ngữ và được bảo vệ bởi tu hiến pháp thứ nhất ở Hoa Kỳ. Dù đó bây giờ đang bình an diễn ra, chúng ta vẫn chưa biết các bạn như thế nào. Chúng ta còn vài thông tin nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn trước khi mà kết thúc video này. À, chúng ta có thông tin liên quan tới Zappo Bank, họ sử dụng một hầm trú ẩn hạt nhân ở Thụy Sĩ để mà bảo vệ Bitcoin. Áp dụng công nghệ MPC như là tính toán đã bên để chia nhỏ và lưu trữ các phần khóa bảo mật tại nhiều địa điểm khác nhau. Điều này đảm bảo không ai có thể truy cập toàn bộ khóa riêng tư. Thì các bạn thấy được là cái hầm nó được trang bị cửa chống nổ hạt nhân và các hệ thống bảo mật cao cấp. Năm 2023, ngân hàng Zappo chuyển từ hệ thống mô tài signature như là đa chữ ký sang MPC giúp loại bỏ nguy cơ lộ khóa riêng tư. Công nghệ MPC cho phép các mảnh khóa kết hợp để ký giao dịch mà không cần lộ toàn bộ khóa. Thì đây là những cái hình ảnh à, của cái hầm chứa các bạn. Nói chung đó, thì à, thường nghĩ họ làm cũng hơi quá. <laughs> tại vì chúng ta đang nói tới là chỉ lưu trữ khóa cá nhân. À, và chỉ à, lưu trữ giống như là một cái thiết bị nào đó lưu trữ một phần khóa cá nhân thì đúng hơn. Nhưng mà họ lại à, chứa trong cái hầm này. Đúng là chúng ta cũng nên lưu trữ à, cái đó ở trong một cái nơi nào đó mà có thể là chống ẩm được hay là chống lửa được. Nhưng mà chứa trong cái hầm để mà chống hạt nhân thì à, thường cảm thấy hơi bị quá chút. <laughs> Và nhiều người đã nói đây có thể là cái phiên bản Fort Knox của Bitcoin các bạn Tại vì chúng ta đã biết là cái số lượng vàng của Hoa Kỳ đó Nhiều người cho là cái số lượng vàng lớn nhất trên thế giới được lưu trữ ở Fort Knox Cái số lượng vàng mà được lưu trữ ở tầng hầm của Fed ở New York đó thì đó là cái số lượng bàn lớn các bạn nhưng mà của nhiều quốc gia cái số lượng lưu trữ ở Fort Knox ở Kentucky đó là của Hoa Kỳ thì cũng trong một cái tầng hầm được bảo vệ nghiêm ngặt các bạn thì nhiều người nó nói chúng ta đang chứng kiến phiên bản Fort Knox cho Bitcoin <laughs> chúng ta bây giờ hãy nói tới Bitcoin Spot ETF đi thì ngày hôm nay rất là tốt luôn các bạn có thể nói đây là cái lần hiếm hoi trong gần đây chúng ta thấy cái dòng tiền dương mạnh như vậy. À, chúng ta nhìn à, từ đầu tháng 9 tới bây giờ chúng ta không có ngày nào mà dòng tiền dương nhiều như vậy hết. Hiện bây giờ chưa tính BlackRock đã có dòng tiền dương là 272 triệu rồi các bạn. Còn về ethereum ETF thì sao thì chúng ta cũng thấy được là có dòng tiền dương đến từ hầu hết tất cả các quỹ. Có cũng rất là quan các bạn đỡ hơn những ngày mà không có đồng tỉnh nào hết. Chúng ta lại có lực bán cũng mạnh đến từ Rayscale. Hiện bây giờ chưa có BlackRock nhưng mà đang âm là 14.5 triệu hiện bây giờ. Và chúng ta cũng nhìn vào phần trăm Bitcoin có lời Thì ở cái mức 65.000 đô chúng ta đang có phần trăm Bitcoin có lời của Classno là 88% hiện tại Chúng ta một lần nữa lại đến gần 90% các bạn Và trên căn bản đó, cái mức hiện bây giờ là cái mức rất là cao trong lịch sử của Bitcoin rồi Chúng ta tuy đã thấy Bitcoin hồi tháng 3 đã lên tới cái mức là 73.800 Nhưng mà đó chỉ là trong thời gian ngắn mà thôi Phần lớn trong lịch sử Bitcoin giá vẫn là dưới 60.000 đô. Chúng ta coi như là trong một cái thời điểm cao so với trước đây rồi. Và chúng ta cũng thấy được là Bloomberg thì chia sẻ là các công ty từ Robinhood đến Revolut đang xem xét việc ra mắt những cái stablecoin, các quy định nghiêm ngặt hơn ở châu Âu và những nơi khác sẽ cuối cùng làm suy yếu sự thống trị của Tether. Các bạn thấy được là nhà nhà thay lợi nhuận của Tether và ai cũng muốn một phần hết. Cái chúng ta nói đến đó, chính là chúng ta thấy được là Tether năm ngoái đó đã có lợi nhuận là 6 tỷ 2 Còn nhiều hơn cả BlackRock nghĩ sao mà những công ty này họ không có muốn một phần đó các bạn Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital Thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi Như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binx, XM, Binance, Alinex và một số những video khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.